Dạ, cơm sai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời quý cô chú anh chị các bạn mình giao lưu ở chỗ Nga ở Bến Tre, giao lưu Lục Bình Mai nhé. Clip qua cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ cũng khá là nhiều. Lên clip mới, cái mới mình mới luôn. Đây cũng có mẹ con ha. Cô chú anh chị mà mua mẹ con về trồng dưới đất hoặc là làm mình Lục Bình hoặc cây bonsai hàng độc lạ khác như kiểu giống như Lục Bình ha, thì liên hệ tiếp chỗ Nga luôn ha quý cô chú anh chị các bạn. Đó. Rồi mình vô clip để mất thời gian để cô chú anh chị các bạn mình lựa chọn luôn ha. Rồi chào nghe. Rồi chào anh. Em chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh nha. Thì lời nói đầu tiên là em rất cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ Mai Lục Bình nhà em rất là nhiều ha. Thì hôm nay để tiếp tục thì em sẽ lên một cái lô Lục Bình nữa để quay cho anh chị mình tham khảo và sẽ báo giá cho anh chị mình cụ thể ha. Thì địa chỉ vườn của em là ở Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre. Và số điện thoại để mình giao lưu là 0939 258 293, cũng là số Zalo của em luôn. Thì Lục Bình bên em là làm bằng mai là mai giảo Thủ Đức và đế quấn rễ toàn bộ hết ha. Một cái bình như thế này là em làm từ 40 cây cho mùa vô một bình nha. Đây, 40 cây. Và bây giờ em sẽ đo chiều cao cho anh chị mình ha. Làm các điều sắc sảo ha cô chú các bạn. Chiều cao là 90 nha anh chị. Chiều cao là 90. Chiều cao 90. Và em làm là 8 cái khuôn như thế này ha. Kết thành một cái lục bình. Anh chị thấy không? Đường rất là đều luôn ha. Đó. Bên em đường rất là đều từ cái mấy cái khoảng này là rất là đều, chia cây ra rất là đều ha. Đặc biệt là vô tới 40 cây lận. Cái cây lựa cây cũng đều đều để mình vô cho nó cân đối cho chứ. Cái cổ nè, đó. Giờ em sẽ đo thông số. Em đo cái này là cái dòng thứ hai nha. Rồi, cái chân gốc luôn. Quần eo quần gốc nè. 58 nha. Ở dưới đây là mình còn một cái dòng ở dưới này nữa. Này là quấn rễ không? Đúng rồi, mai là mai quấn rễ hết. Sâu xuống dưới. Nè, ở đây còn một dòng dưới đây nữa ha. Toàn bộ là mai có quấn rễ hết cho anh chị ha. Đó, tại này em vô chôn nè. Tiếp theo là em đo hoành bụng. Chiều cao rất là 90. Chiều cao 90. Hoành bụng là 105 nha anh chị. Rồi, bụng là 105. Cổ. Cổ 44. Còn cái miệng. Miệng trên luôn. 55. Dạ, đây khi mà em đương thì em đã chọn những cây nó đều và nó khỏe mạnh mới đương cho anh chị ha. Đó. Thì về anh chị mình chăm sóc rất là đơn giản, anh chị mình về thì mình tưới dưỡng rễ vô rồi xong rồi xịt cái thuốc sâu dưỡng lá đồ, đặng Tết mình lãi lá mình chơi hoa ha. Thì hoa của nó là bông của nó là từ 6 cho đến 12 cánh nha anh chị. Đó. Có cây nó ghi là đúng 12 cánh 10 cánh đẹp không? Đúng rồi. Cô chú anh chị bạn. Anh chị thấy đường đương bên em rất là đẹp ha và đều. Rất là đều, nhìn nó sắc sảo ha. Tại bây giờ em quay một cặp ha, bây giờ qua đây mình quay đây một cây, qua đây mình quay một cặp nè. Khi mà em lựa giao cho anh chị là em sẽ chọn anh chị mà lấy một cặp là em sẽ chọn đều hết cho anh chị. Và cái khuôn mà để mình làm thì nó giống nhau y như đúc hết, chỉ có nó khác là nhiều khi cây mai nó cao thấp thì cái đọt nó hơi cao xíu hoặc cái là thấp lại xíu thôi, còn ngoài ra là cái khuôn kích cỡ là nó đều giống nhau hết ha. 40 cây hết nha quý cô chú nhỉ, theo khuôn hết cũng 8 dòng hết, đều ha, rất là đều ha, rất là đều luôn. Lựa cái cây nó đều đều nhau cũng mình mới làm. Anh chị lưu ý thêm một phần nữa là bên em làm cái khuôn rất là chắc chắn ha, nên không có bị mà chạy tới chạy lui, là bên em đã làm rồi, em còn hàng nên những cái này nên nó là rất là tròn đều hết, nó không có chạy tới chạy lui nên cây rất là chắc luôn. Cái khuôn nó bự. Đúng rồi, cái bình nó chuẩn cái bình ha. Khuôn dòng bự to đực. Nhìn bốn cây sắc sảo của chú ba. Rồi em báo giá với anh chị mình luôn là một cặp lục bình như thế này cả chậu luôn, và em bán giá là 2 triệu một cặp tại vườn nha anh chị. Còn nếu mà anh chị ship á, thì là một cặp như vậy là 300.000 một cặp là ship toàn quốc luôn ha. Là em sẽ hỗ trợ đóng thùng mút cho anh chị hết, và khi mà anh chị nhận cây chị cứ kiểm tra trước khi nhận ha.
bên em là kiểm cho anh chị kiểm tra hàng thoải mái nha, ship luôn cái chậu luôn ha. Dạ đúng rồi, ship luôn cái chậu mũ. Em cũng nói thêm nữa thì vừa qua thì em ship rất là nhiều, nhưng mà cũng có một số trường hợp là nó bị bể cái chậu này đi, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết ha anh chị. Thì cái pha bầu phân này anh chị về anh chị mình muốn muốn thay qua cái chậu lớn cũng vẫn được, nhưng mà anh chị lưu ý ở đây là anh chị đừng có xé cái bịch này ra giùm em thôi. Khi mà mình thay cái chậu mới thì từ từ cái bầu này nó sẽ ăn rễ cái phân mới của mình, thì lúc đó thì cái bột bịch đó nó sẽ tự mục ha. Nếu mà trong trường hợp mà sự cố mà ship mà nó có bể chậu thì cũng không ảnh hưởng gì hết, em bảo đảm với anh chị ha. Các cái điều này chậu đi với mình khác gì à, quay cho anh chị tham khảo đây. Thí dụ như anh chị mình có muốn mua sỉ hay gì là em cũng có giá sỉ cho anh chị mình luôn ha. Anh chị muốn mua số lượng bao nhiêu thì anh chị cứ liên hệ với em. Bây giờ em quay cho anh chị xem tham khảo ha. Các điều ha. Cặp nào cũng vậy cô chú các bạn. Anh chị thấy đường đương rất là đẹp ha, từ ở chân đế tới cái hoành bụng và cả cái cổ luôn. Nó rất là đẹp. Này. Rất là tỉ mỉ ha. Cái thân cái cây nó cũng đều luôn. Dạ đúng rồi. Nhỏ đều vậy ha. Và những cái dây rút như thế này thì một thời gian sau khoảng từ 1 năm rưỡi trở lên thì những cái chỗ này là nó sẽ liền lại với anh chị cho mình hết thành một cái bình hoa ha, mà không cần cái những cái sợi dây này nữa. Khi mà về là về chừng khoảng 15 ngày đến 20 ngày là những cái chỗ này nó sẽ ra lá ha. Thì anh chị mình cứ bỏ hết bộ phận đó, mình chỉ dưỡng cái phần trên thôi. Mình chơi hoa là phần trên ha. Đã xanh mướt ha. Đều hết ha. Này tới mấy chỗ khác luôn ha. Cô chú như vậy nè. Cặp khác ha. Nói chung là nó giống nhau hết, nó giống nhau 100% luôn. Nó chỉ khác là cái chớp này, cây cao cây thấp thì cái đọt nó cao hơn thôi. Còn cái toàn bộ là cái khuôn đổ ra là nó một khuôn hết ha, một kích cỡ hết. Điều đó, cô chú như bạn, mấy cây này nó cao rồi đó. Nó tầm là 1 mét mấy mới làm ra cái bình như thế này, cô chú như bạn. Nhìn điều ha, đẹp ha. Này là bình vấn đề 40 cây nằm khắc xảo. Đây ví dụ cái này con cặp nào cũng đều chứ nha, cỡ mộng. Cặp nào cũng đều hết, rất là đẹp. Đây là khung một ha, tại làm cái khuôn khổ cho quý cô chú anh chị. Cũng lựa ra hàng cái cây nó đều đều hết trơn. Cây nào cũng vậy luôn. Ngành nào đây. Rất là đều luôn ha. Đây mình có lâu lâu có mua một bình loại cái bự không? Dạ thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như anh chị muốn nhu cầu làm bao nhiêu cây thì em cũng có làm theo ý của khách hàng luôn. Bình lớn ví dụ như lâu lâu có cây lớn thì bình 1m2, 1m3 rồi thì em cũng có. Bình 1m2, 1m3 cũng có mà cô chú chị mấy cây nó bự hay cao lắm nha. Đúng rồi, cây cao mình mới làm được. Rồi thì hôm nay thì em lên một cái lô lục bình là 40 cây này để giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Thì vào xem nếu anh chị ưng ý thì ủng hộ giùm em qua số điện thoại là 0939 258 293. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở clip sau. Rồi chào nghe luôn. Dạ. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn luôn nha. Đây là bình này là mới làm luôn. Clip rồi đã bán cũng khá là nhiều, có mấy trăm bình. Giờ làm một cái mới ha, bình mới ha. Rồi, nghe. Cô chú anh chị mua một cặp như này, cô chú anh chị về để nhà cũng đẹp ha.